Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy ăn thịt phát Tân Uyên nha mọi người. Thì hôm nay mình lại cập nhật giá Adventure 155, Adventure 150 mời kinh cho anh chị và các bạn ha. Đầy đủ các phiên bản nha. Thì trước mặt quý anh chị và các bạn là hai phiên bản mà Adventure 2022 nha mọi người. Thì mình sẽ nhờ em Thủy sẽ hỗ trợ giới thiệu, em Lệ sẽ hỗ trợ giới thiệu cho mọi người ha. Mời Lệ. Xin chào mọi người ạ. Hôm nay thì em xin cập nhật giá xe tháng 2 của hàng xe máy ăn Thành Phát Tân Uyên. Yamaha Exciter 155 2022 hiện tại đã có mặt ở cửa hàng đầy đủ các phiên bản và màu xe nha. Ở bên cạnh em là một màu trắng bạc đỏ phiên bản 2022 phiên bản cao cấp. Thì hiện tại em này đang nằm ở mức giá là 44.500.000 thôi ạ. 44 hả? Dạ đúng rồi ạ. Cao hơn so với lại phiên bản đời cũ là 1 triệu mọi người nha. Hiện tại thì em này cửa hàng hỗ trợ mình trả trước là từ 3 đến 4 triệu thôi ạ. Rồi. Tiếp tục con màu vàng cũng là 2022 luôn. Màu vàng, vàng đen này hiện tại có ở phiên bản tiêu chuẩn mọi người nha. Hiện tại em này đang bình ổn mức giá 43 triệu thôi. Em hỗ trợ mình không cần trả trước. Rồi, con này là tem sơn 3D. Cái này là nhà em độ màu lên, cà vẹt sẽ là màu xanh đen nha mọi người. Em này đang ở mức giá là cũng là 44 triệu 500 thôi ạ. Rồi, phiên bản giới hạn nữa này em. Phiên bản giới hạn thì hiện tại vẫn đang giảm và đang đồng ở mức giá là 47 triệu thôi ạ. 47 triệu. 47 triệu. Ok. Đặt trước bao nhiêu em? Đối với phiên bản giới hạn thì mình trả trước giúp em là từ 4 đến 5 triệu thôi nha. Ok. Mức trả trước rất là hợp lý. Phiên bản cao cấp đen nhám của Yamaha X55 phiên bản đời đầu thì hiện tại đang ở mức giá là 43 triệu 500 thôi ạ. Màu trắng cũng tương tự đúng không? Màu trắng đỏ này cũng tương tự đồng giá là 43 triệu 500 nha. Rồi. Còn màu này, cao cấp này nè. Phiên bản kỷ niệm 60 năm của Yamaha X150 hiện tại đang ở mức giá là 47 triệu 500 mọi người nha. Còn riêng bản cao cấp này cũng bằng giá luôn à? Em này thì hiện tại giá cũng là 47 triệu thôi ạ. Màu xám cam. Phiên bản giới hạn là đúng rồi. Rồi, đó. Bản giới hạn gần như có đủ nha mọi người, không thiếu dòng gì cả. Bản giới hạn thì mọi người nhớ rằng X155 là 47. Cả trước là từ 4 đến 5 triệu thôi ạ. 4 tới 5 triệu. Còn đối với những cái bản mà cao cấp á, ra đầu á là 44 luôn. 43 thôi ạ. 43 thôi. Cũng ra trước từ 3 tới 5 triệu à? Từ 3 triệu là em có thể hỗ trợ mình lên hồ sơ mua góp. Còn đối với màu xanh GB sao? Màu xanh GB hiện tại đang ở mức giá là 44 triệu 500. Vẫn đang giảm ạ. Hiện tại thì em này cũng trả trước cho em từ 3 triệu là có thể lên hồ sơ mua góp rồi nha. Rồi, ok. Còn M150 này. M150 phiên bản 2022 màu xám cam này thì hiện tại đang đồng ở mức giá là 42 triệu thôi ạ. 42 triệu. Rồi. Phiên bản kỷ niệm 60 năm của Mới King. Kỷ niệm mà bản kỷ niệm Mới King 60 năm thì hiện tại đang có mức giá là 44 triệu mọi người nha. Đối với em này thì trả trước giúp em mà từ 5 triệu là lên hồ sơ mua góp được rồi ạ. Rồi. Chuyển qua luôn cặp này bên này đi. Mới King mà 2021 này mọi người, màu vàng đen. Có thì hiện tại có vàng đen, có đỏ bóng ha. Hiện tại giá như em. Đối với Mới King phiên bản màu sơn 2020 màu zin ý, thì hiện tại đang đồng giá là 42 triệu thôi ạ. Mình trả trước cho em mà từ 3 đến 4 triệu là mình lên hồ sơ mua góp được rồi ạ. Rồi. Phiên bản cao cấp đúng không? Màu bạc cam. Phiên bản giới hạn F150 Yamaha thì hiện tại cửa hàng em có đủ 4 màu giới hạn nha mọi người. Hiện tại em này đang có mức giá là 42 triệu 500 thôi ạ. Rồi, đó là mình vừa lướt cho anh chị và các bạn là dòng Ad ha, Mới King rồi Ad 155. Các bạn nào muốn mua những dòng nào thì mình chịu khó mình liên hệ qua số điện thoại mình để bên trên nha mọi người. Anh chị và các bạn mình ở xa, mình tới thì mình có nói là mình có liên hệ với em Lệ rồi. Em Lệ sẽ hỗ trợ giảm giá cho anh chị và các bạn nha. Rồi, ok, xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ha.